chả bị mắc năm nay 3 năm rồi. Như chị nói đơn giản vậy, giờ em ví dụ nha. Ví dụ giờ mấy anh mà công việc nó không có được may mắn ổn định á, ví dụ chạy xe ôm hay là làm những việc này, thu nhập thấp á, thì ở trọ này kia thì chị sao, chị nghĩ sao? Nếu đó mình vất vả thêm một chút nữa, ví dụ như về thì... Là chị vẫn chấp nhận Lên đây là mình phải chia sẻ thật lòng chị ha. Đúng rồi. Thì cũng khá là hồi hộp bởi vì đây là lần đầu tiên mà ngồi để ghi hình. Đó, nhưng mà chị cũng phải cố gắng nói lớn để mà các anh các chú hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của mình chị ha. Dạ, thì em cũng rất là cảm ơn chị đã quan tâm và tham gia chương trình bên em. Mời chị gửi lời chào đến khán giả chị ha. Lần đầu tiên mình lên đây mình xin chào bên mảnh ghép yêu thương của mời được nhiều hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Mình xin chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Cho em được hỏi là chị họ tên gì? Chị tên Lê Thị Thu Hà, năm nay chị 53 tuổi. Chị Hà 53 tuổi, quê quán là ở An Giang, hiện đang sinh sống tại Bình Dương. Dạ. Rồi chị chia sẻ về ngoại hình của mình á, chị cao được bao nhiêu? 1m52 gì. Dạ. Rồi mình nặng bao nhiêu chị? 50kg. Dạ. Ở bên ngoài nhìn chị cũng khá là nhỏ nhắn, mi nhon ha. Dạ. Rồi chị chia sẻ về tình trạng hôn nhân của chị như thế nào? Mình thì có gia đình được 3 người con, 2 gái 1 trai. Bây giờ là mấy đứa nhỏ đã lớn và có gia đình riêng. Rồi giờ là mình sống có một mình à. Thì mình lên đây mình cũng kiếm một nửa yêu thương. Nhất là nhờ bên chương trình giúp cho mình để một người nặng đến với mình đặng mà lo chăm sóc về tuổi già, giúp đỡ lẫn nhau, chỉ như là mình không cần gì, chỉ yêu thương mình, lo lắng vậy. Dạ. Nhưng mình... Có nghĩa là chị có 3 người con đúng không? Dạ. Hai đứa bé nhỏ nhưng mà bây giờ là nó lớn rồi, nó làm được hết rồi. Rồi ông xã chị sao? Xã bị mắc năm nay 3 năm rồi. Mắc 3 năm, lý do sao mắc chị? Nó bệnh. Bị bệnh mất 3 năm rồi. Là chị có 3 người con. Hiện tại là một đứa có gia đình rồi. Còn hai đứa rồi giờ chị hai đứa là lớn rồi, nó cũng lo, nó làm được hết rồi, nó ở riêng luôn rồi. Là đứa nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? Đứa nhỏ nhất bây giờ nó 18 tuổi rồi. Là mấy trai mấy gái chị? Hai gái một trai, đứa gái Úc. Dạ. Con cái cũng trưởng thành rồi chị ha. Rồi khi mà chị tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương như vậy thì con cái nó có ủng hộ không? Có ủng hộ nên con gái mới chở chị đi đúng không? Đúng rồi. Con gái lúc nãy chở chị đi là bao nhiêu tuổi vậy? Nó 30 rồi. Vậy là đứa nó là có gia đình rồi ha. Ở nhà chắc con gái cũng hối thúc là mẹ có chồng đúng không? Nó thấy kiểu như sống giờ kiểu có mình đó thì nó cũng còn lo gia đình nó nữa, ví dụ như đi mấy đứa còn lo gia đình nó nữa, nó không không có lo được cho mình thì nó có thể nó nói thôi mẹ bước nữa đi. Dạ. Rồi sau khi ông xã mất á thì ở ngoài đời là chị có tìm hiểu ai không? Không. Dạ. Mà em nghĩ chắc cũng có người để ý chị ha. Có thì có, nhưng mà mình cứ lo làm nuôi con qua, chừng nào lo cho con xong rồi tới mình. Dạ. Hiện tại bây giờ chị đang làm công việc gì? Đang làm bên công ty thuốc nhỏ mát. Công ty thuốc nhỏ mát hả chị? Thuốc xưởng đó, xưởng Roto. Mình làm được bao nhiêu năm rồi chị? 3 năm. 3 năm mà. Lương là ổn định không chị? Lương thì cũng ổn. Dạ. Nhà cửa của chị ở Bình Dương có không? Bình Dương thì không có, ngoài quê có. Ở dưới An Giang là mình có nhà ha. Bây giờ là mình đang ở trọ hả chị? Đang ở trọ. Ở chung với con hả? Ở mình ơn hả? Ủa có một mình vậy? Thế sao không ở chung với con? Con nó tự lập, nó lo được cho nó rồi. Dạ là con với mẹ con là mỗi người mỗi nơi vậy đó. Dạ, nhưng mà cũng làm ở cùng Bình Dương ha. Dạ. Rồi chị chia sẻ về bản thân của mình á, chị có cái điểm mạnh và cái điểm yếu như thế nào? Nói chung là điểm mạnh thì bình thường. Bình thường, thôi để người khác đánh giá ha. Nhưng mà mình có cái tật xấu gì không? Ví dụ như là người phụ nữ là ha, có tính càm ràm nè. Nói chung nè nè, mình có một mình rồi mình không biết càm ràm với ai chứ. Về ví dụ như mình cảm thấy mình về nằm thấy khỏe thì đi uống nước rồi giải trí chơi rồi về, mình ở nằm ở nhà thôi, cũng không biết làm gì hết. Nhưng mà giờ tính tình thì vui vẻ.
Hòa đồng lắm, đi làm chung ra mấy người hòa đồng với mấy người lắm, chứ không có cọc cằn. Chị có đam mê là đi du lịch hay là ca hát gì không chị? Nói chung ra là mình, cái tuổi của mình thì nói chung ra là cũng thích đi đây đó, nhưng mà mình đâu có ai đâu để đi, có mình ơn là đi với ai bây giờ vậy đó. Nói chung là trước đây thì có ông xã thì đi chung, với giờ một mình thì cũng buồn chị ha. Thế chị thì hôm nay chị đến đây á, thì chị mong muốn là tìm một người bạn đời như thế nào chị? Nhưng là người đàn ông đó lớn hơn mình 1-2 tuổi, 50 tuổi cũng được. Yêu cầu người đó biết thương mình, lo lắng hai bên vậy đó, như là mình lo cho người đó lo cho mình vậy đó. Dạ. Chứ cũng không có đòi hỏi gì hơn. Với người đàn ông thì mình nói chung là mình rượu chè thì lớn tuổi rồi ít chút cũng dạ. được, cái chuyện đó không ai cấm. Chị cố gắng nhìn em ha, để cho nó rõ ràng ha. Sao thấy em đẹp trai quá sao mà không dám nhìn? Đẹp trai không dám nhìn. Vậy mà mấy anh mà bây giờ mà kết nối là làm sao mà đối diện được ha, đúng không? Mình cố gắng nhìn thẳng để cho nó rõ ràng gì ha. Ừ. Rồi cái độ tuổi thì chị mong muốn là từ lớn hơn chị đúng không? Ủa nhỏ hơn có được không? Lớn hơn thì cho nhỏ hơn kỳ ha. Nhỏ nhưng hơn. Mà lớn hơn là đến khoảng bao nhiêu? Thì cái chục tuổi cũng được, chục vậy tuổi đi. Cũng được. Dạ. Người ta lớn người ta thương mình nhiều. Về ngoại hình của người bạn đời thì chị mong muốn làm sao? Không bình thường đẹp trai không? Bình thường nhưng mà phải gọn gàng sạch sẽ. Dạ. Mình nói thì mình sạch sẽ gọn gàng tươm tắp trong nhà, không có thích bừa bãi. Nói chung là xấu xấu cũng được, nhưng quan trọng là gọn gàng sạch sẽ chị ha. Đúng rồi. Còn về cái điều kiện kinh tế thì chị mong làm sao? Bình thường thôi. Mình về mình thì người nào còn ấy thì mình cứ giúp qua giúp lại vậy mà sống thôi, được rồi. Mình không có cần. Nói chung là cùng làm cùng ăn cùng hưởng. À, đúng rồi. Chứ chị có mong là người đó là có nhà có cửa kinh tế là ổn định không? Nếu mà có thì càng tốt vậy chứ. Không. Ai cũng vậy, cũng mong mà, phụ nữ mà lúc nào người ta cũng phải kiếm người lo cho mình, thì phải có người có này kia chút đỉnh cũng đỡ ra cho mình, đỡ phải lo. Như chị nói đơn giản vậy, giờ em ví dụ nha. Ví dụ giờ mấy anh mà công việc nó không có được may mắn ổn định á, ví dụ chạy xe ôm hay là làm những việc mấy thu nhập thấp á, thì ở trọ này kia thì chị sao, chị nghĩ sao? Nếu đó mình vất vả thêm chút nữa, ví dụ như về okay, thì là chị vẫn chấp nhận. Cũng chấp nhận, nhưng mà đó mình về mình cực thêm một chút, phải lo trả tiền trọ nữa, nhưng mà có nhà có cửa thì mình đỡ phải lo. Lên đây là mình phải chia sẻ thật lòng chị ha. Đúng rồi, đúng bởi rồi. Bởi vì khi mà đối phương hiểu đến mình á, thì chắc chắn là người ta phải xem cái video và quan điểm với chị, sau đó mới nói với mình, nên mình nói phải thật lòng. Dạ. Rồi, người bạn đời của mình thì chị mong ví dụ như là ở vùng miền nào á, thì chị có chọn ở tỉnh thành nào không chị? Ở đâu cũng được hết trơn á. Em thấy chị chọn người sao mà nó khá thoải mái ha. Nói chung là mình vô tư đi, đừng có ấy quá. Mình ở đâu cũng được, cầu người ta có tình cảm thương mình là được rồi. Vậy đi. Đúng rồi, những cái mong muốn như vậy thì chị có điều gì bày tỏ nữa không? Chị chia sẻ hết giúp em ha. Như vậy đó, mình chỉ mong bao nhiêu có được đủ rồi. Rồi ok. Thì qua những lời tâm tư nguyện vọng của chị thì em thấy cũng khá là đầy đủ. Các anh các chú nếu mà cảm mến mà thấy phù hợp với chị thì liên hệ về chương trình để cho có hướng hai người tìm hiểu nhau nhiều hơn. Một lần nữa thì em xin thành thật cảm ơn chị đã quan tâm và tham gia chương trình bên em. Em luôn luôn cầu chúc cho chị là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Điều đặc biệt nhất, sau khi tham gia chương trình chị sẽ tìm một người bạn đời như mong muốn. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt chị. Chúc hai mẹ con trên đường về thương lộ bình an ha. Tạm biệt. Dạ. Chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Giờ hết run chưa? Còn run. Vô uống miếng nước cho nó lại sức ha. Quá đi, nãy giờ em thấy chị bối rối quá trừng quá đất rồi. Rồi, bye bye chị ha.